Những ngày này, các khối lực lượng hợp luyện diễu binh diễu hành cùng các đoàn du khách về với Điện Biên làm mảnh đất lịch sử Điện Biên thêm sôi động, nhộn nhịp. Không chỉ nhộn nhịp về ban ngày, mà mỗi khi lên đèn, phố núi Điện Biên càng trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn với nhiều chương trình hoạt động được tổ chức thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Tại khu vực vòng xuyến chân tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng nghìn người dân Điện Biên và du khách tập trung tại đây đón xem màn biểu diễn nhạc kèn, kỵ binh. Đây là lần đầu tiên người dân được chứng kiến hình ảnh cảnh sát cơ động kỵ binh trên đường phố, nên nhiều người vô cùng tò mò và thích thú. Những màn biểu diễn đặc sắc như điều khiển ngựa nằm, điều khiển ngựa vượt qua vòng lửa diễn ra trong sự reo hò, phấn khích của người dân. Tôi lên đây để trải nghiệm không khí trên Điện Biên ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ạ. Đến đây thì tôi cảm thấy không khí trên này rất là nhộn nhịp về đêm ạ. Nhất là có nhiều chương trình cho du khách cảm thấy sự hào hùng của dân tộc khi lên đây trải nghiệm các địa điểm du lịch và tham quan ạ. Không chỉ sôi động với màn biểu diễn của những kỵ binh, tại quảng trường mùng 7 tháng 5, sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch, rạp chiếu phim, nhiều chương trình sự kiện hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào buổi tối suốt nhiều ngày qua đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu mang màu sắc hào hùng sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Nhân dịp kỷ niệm mùng 7 tháng 5, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì tôi cũng là dân ở Điện Biên này. Thì tối hôm nay là lần đầu tiên và xuống đây tham gia các hoạt động. Đấy, thế là rất là vui mừng phấn khởi, đông rất là đông người. Đấy, lần đầu tiên bà đi thấy nhìn những các đồng chí cưỡi ngựa. Đấy, rồi giáo binh giáo hành thì tôi nhìn thấy ở trong TV rồi ạ. Đấy, rất là sung sướng nhìn ở dưới đây cái chân tượng lai của chiến thắng Điện Biên Phủ đây ạ. Buổi tối tôi ra đường tôi thấy mọi người ở đây rất là đông vui, láo nhiệt và hòa đồng với các tiết mục văn nghệ rất là đặc sắc. Tôi rất là thích và phấn khích với không khí buổi tối ở tại đây nơi đây ạ. Buổi tối, thành phố Điện Biên Phủ lung linh hơn dưới hệ thống đèn chiếu sáng mới được trang trí. Như nàng sơn nữ bấy lâu ngủ quên được đánh thức, nhịp sống đô thị về đêm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đây cũng là cơ hội tạo ra nhiều sản phẩm du lịch phục vụ người dân và du khách khi đến với Điện Biên. Mình thấy không khí ở Điện Biên rất là hào hùng và náo nhiệt. Cũng không giống với tưởng tượng của mình khi ở trên thành phố. Mọi người đều có cảm xúc và không khí nồng nhiệt hơn. Ngoài tuần phim kỷ niệm đang diễn ra, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 sẽ có nhiều chương trình sự kiện diễn ra vào buổi tối trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, như chương trình nghệ thuật đặc biệt Sáng mãi Thiên sử vàng diễn ra vào tối ngày 27 tháng 4, câu truyền hình Dưới lá cờ quyết thắng diễn ra vào 20 giờ ngày 5 tháng 5, chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ Mốc vàng lịch sử diễn ra tối ngày 6 tháng 5. Thành phố Điện Biên Phủ sẽ còn sôi động rộn ràng hơn nữa vào mỗi buổi tối, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người dân và du khách khi đến với Điện Biên vào những ngày tháng lịch sử này.